Ok, ở đây nha. Personally, I think mình gạch nó đi ha. He had always expected his students to live meaningful and had a successful life. Okay. Mình dùng past perfect bởi vì mình hết học ổng rồi. Okay. Trong cái thời gian của mình học đó thì mình chỉ biết cái thời gian đó của ổng dạy là lúc nào ổng cũng expect học trò là nó phải như vậy. Okay. It's something that he's done in the past. Even đến bây giờ ổng vẫn làm thì mình vẫn dùng như vậy tại vì mình đã học cái lớp của ổng một lần thôi chứ mình đâu có học hoài đâu. Right. Bây giờ mình hết học lớp của ổng rồi. Ok, rồi bây giờ mình phải sửa cái chữ successful lives bởi vì nó không có parallel với lại to live meaningful, ok? To live meaningful and to cái gì đó. Alright. Còn nếu như mà mình to live meaningful and mà để bổ nghĩa cho chữ live á, thì lại cần một cái adjective khác nữa. Tại vì chữ meaningful á, nó là một adjective, right? Như vậy thì nó đâu có nghĩa đâu. He had always expected his student to live meaningful. Phải hả? Rồi successful life? No, it doesn't make any sense. To live meaningful and to cái gì đó. And to have. Okay. Nếu mà meaningful và successful life, bởi vậy tôi mới nói nếu mà làm một cụm thì nó sẽ bị sai. Tại vì ở trên nó là một cụm nè. To live meaningful, right? To live meaningful. Mà meaningful nó là một adjective, right? See it? Vậy thì and ở kế tiếp nó cần phải một cái adjective nữa chứ, tại sao tự nhiên nó có một cái noun là làm sao vậy? Nếu mà mình muốn sửa lại thì mình phải sửa là một á, là to have meaningful lives. No, to have meaningful and successful lives. Okay? Nếu mà mình muốn sửa meaningful, to live meaningful and successful lives, or live à, thì nó lại doesn't make sense. Live meaningful thì nó make sense, mà live successful life thì nó lại không có make sense. Bởi vì không có ai nói là live successful life cả. Cái điều đó chính là cái điều mà là khi mà tôi đọc là tôi thấy nó hơi kỳ cục đó. Ok. Giờ muốn sửa lại thì sửa lại như vậy ha. To live người ta kêu là live your life chứ không ai nói là live meaningful and successful life. It doesn't make any sense. Okay, anyways, bây giờ đổi nó lại đi. He had always expected his student to have, instead of say to live, to have a meaningful and to have meaningful and successful lives. Đổi cái chữ live thành chữ have. Okay. Okay, therefore, if I can be a good person, chỗ này kỳ quá nha.
Therefore, if I can be a good person or apply his way of teaching. Hai cái quỷ này nó chả có gì ăn dập nhau hết. If I can be a good person or apply his way of teaching when helping people. Oh my god. Lung tung hết. Live chứ. Cái chữ live đó là số nhiều của chữ này nè ông nội. Ông nội này ngố quá. Còn cái chữ kia là chữ live. Ok. Live. Thì đọc là lives. Chứ không ai đọc là lives. Ok. Còn cái chữ này cũng đọc là live. Nhưng mà nó là một adjective. Ok. Không bỏ số nhiều được. Therefore, if I can be a good person or apply his way of teaching when helping people, that will be a gift for him. Cái này nó chả có nghĩa gì hết trơn hết á. Tôi nghĩ là phải nói là như vậy thì nó ổn hơn nè. Ok. Cho nên là tôi muốn đi giúp người khác dùng những cái gì tôi đã học hỏi được từ ổng. Tôi muốn dùng những gì tôi đã học hỏi từ ổng để giúp đỡ những người khác như là một món quà để trả lại cho đời hoặc là cho him, ok, cho ổng vậy đó. Nói như vậy thì better. Ok. Vậy mọi người thử viết theo cái kiểu đó đi. Tôi muốn dùng tất cả những gì tôi đã học từ ổng. Ok. Để giúp đỡ những người khác như là một món quà dành cho thầy của tôi. Đó. It depends. Thì mình thầy mình dạy mình thì mình đi giúp người ta thì cũng như một món quà cho ông thầy. Tại vì cái culture của Việt Nam là cho mà giỏi thì thầy thì cũng hãnh diện theo. Nhớ những người mà họ successful lúc nào họ cũng về họ thăm lại, đây là người thầy đã dạy tôi đó, ví dụ như vậy đó. I want to apply all I learned from him to help others. As a way to thank him as a gift for him. I want to apply all I learned from him. Bạn có thể nói là I would like to use the knowledge that I had learned from him. Okay. I would like to use the knowledge that I had learned from him to help others. Rồi dùng dấu chấm phẩy. It's
It's a gift. How about that's a gift, yeah? That's a gift for him. Ok rồi, nhưng mà cái câu á, mà tại vì viết là that will be a gift for him á, thì nhiều người người ta thấy lạ lắm nếu như người ta không biết cái culture của Việt Nam. Ok, nếu là người Mỹ người ta đọc cái bài này người ta thấy kỳ lắm, là cái ủa sao cái thằng này đi giúp người ta lại là cái gift cho cái ông này ha. If they don't understand cái role của một người teacher ở Việt Nam nó khác cái role của một teacher ở bên nước ngoài. I like to take my knowledge, which I learned from a teacher, to help others as a gift for him. Không dài dòng quá thì which nữa. Đừng đừng có xài viết câu, đừng có which. Mình chỉ dùng chữ which khi nào mình muốn nói về cái điều đó mà thôi. Ok. Chừng nào bạn bạn muốn dùng một cái gì để làm một cái gì. Ok, I would like to use the knowledge that I had learned from him to help other as a gift for him. Ok, thì được. Đó, grammar có thể đổi cái đó thành là as a gift for him mà không có cần dấu chấm phẩy. That is, không cần chấm phẩy that is. I would like to use the knowledge that I had learned from him to help others as a gift for him. Thì cái câu này có nghĩa là I would like to use something as a gift for someone. Ok. Ok. While most our teachers were local resident, Mr. Hung just came. Ok. Cái câu này hơi lạ nha. Dùng past simple có được không? Mình dùng past simple không có được. Tại vì mình dùng had learned from him có nghĩa là mình learn mà mình không có biết bắt đầu từ khi nào. Ví dụ từ năm đầu tiên của lớp 11 đi. Ví dụ như vậy. Right. Nhưng mà mình không có thời điểm, không có gì hết, thì mình dùng cái chữ have learned. Nó như là một cái gì đó mình học từ ông ta. Ok. Nó có một cái chữ, nó có những cái xuyên suốt. Ví dụ như mình learn from cái người đó thì nó có giống như có một điều thôi. Nhưng mà khi mình nói have learned thì nó ra có, nó có nhiều thứ mình học từ cái người đó. Ok. Vế đầu nó là hiện tại đơn hả? I would like to use the knowledge. Cái vế đầu với vế này nó đâu có gì, nó chả gì ăn nhập với nhau cả. Okay. Cái vế đầu là in, là my 11th grade đó đúng không? Is that what you're saying? Vế đầu là I would like á hả? Ừ. Cái chỗ I would like á, nó là một câu. Còn I have learned from him á, nó là một cái modifier đứng sau chữ that. Okay. I would like to use the knowledge. What kind of knowledge? That I had learned from him. Cái này nó là một cái modifier, nó modifier cho cái knowledge. Okay. Nó không có ăn nhập gì đến cái I would like to use cả. Khi mình tách nó ra thì mình tách như thế này.
I would like to use cái gì đó thì gọi là something, đúng không? The knowledge ở đây nó là something. I would like to use something to help someone at something else. Okay? I would like to use something to help someone as a gift for someone. See? Còn cái kia nó chỉ là cái modifier mà thôi. Rồi, cái câu kế tiếp. While most our teacher were local residents, okay. Mr. Hong Hong just came. Câu này nó không có. Cái câu mà Mr. Hong just came sounds a little bit funny. Ý bạn nói là hầu hết thầy cô ở đó toàn là dân ở cái vùng đó, còn ông này không phải, right? Okay. Vậy thì mình nói là but Mr. Hong wasn't. Okay. While most of our teachers most phải là most of our teachers, tại trong trong trường của mình thì có nhiều teacher, right? Mình đang nói về teachers ở trong trường của mình thì mình phải nói là most of our teachers were local resident. Phải một cái Mr. Hong wasn't. Ai Tà Linh đang nói cái gì vậy? Tà Linh đang nói cái gì bị động? Dùng cái gì bị động? Dùng chữ gì? Learn đó hả? Bị động là that I was taught hả? Muốn dùng thay vì nói là I had learned thì mình nói là I was taught by him hả? Nếu mà muốn dùng vậy thì cũng được. I would like to use the knowledge that I was taught by him to help others. Chứ sao I was learned được trời? I was taught chứ. Okay. If I remember exactly, it was the first year he taught in our school. Câu này hơi kỳ quá. Tự nhiên cái introduced, tự nhiên if I remember exactly, that was that ở đây là cái gì? Câu này hơi kỳ cục ngang, không có ý nghĩa gì hết trơn nha. If I remember exactly, that was the first year he taught in our school. That ở đây có nghĩa là gì? Chừng nào mình nói là cái mùa hè năm mấy hay là năm bao nhiêu thì lúc đó mình mới nói là it was hoặc là that was chứ. Tại mình chưa có introduce cái năm nào hết mà làm sao mà. Ví dụ bây giờ mình muốn sửa cái này lại thì mình nói như vậy đi ha. If I remember exactly 19 hoặc là 2010 was the first year he taught at our school.
Ok. Bịa ra một cái năm nào đó. Okay, he taught at our school. What taught in mà taught at. Giống như mình work at. Mình làm ở đâu đó thì mình cũng teach ở đâu đó, nó cũng vậy đó. Rồi đi qua cái câu kế tiếp nào. At the beginning. We sometimes could not hear and understand him well. Because he was old and spoke Quê accent. Mình nhớ là khi mà mình có một cái câu mà nó là compound đó thì mình không có dùng nữa, mình không có dùng thêm một cái câu khác nữa. Tại nó dài quá, nhiều khi nó làm mất cái lý, mất cái ý của mình đi. Mình có thể tách ra bằng cách là mình dùng cái chữ however thay cho chữ but. Bởi vì cái chữ however nó tách riêng ra một câu được. At the beginning, we sometimes could not hear or understand him well. Hear and understand him well. Okay. Thay vì dùng đó tôi sẽ dùng thế này nhé. At the beginning, we sometime we we sometime could neither hear nor understand him well. Okay. Nhưng mà cái câu hear này hơi kỳ vậy. Mình không có hear có nghĩa là mình bị điếc à? Right? Hear thì mình vẫn hear được chứ. Mình chỉ có không có hiểu thôi. Chứ ổng nói giọng gì mà mình không nghe được trời. Right? Nếu mình không có hear được có nghĩa là mình bị điếc rồi. Yeah, có nghĩa là mình không có understand thôi chứ mình đâu có hear problem đâu, phải không? Okay. At the beginning, we sometimes can't, could not understand him well. Okay. At the beginning, we sometimes could not understand him well because he was old. Was old, không có spoke. He was old. And speaking with Huế accent. Okay.
because he was old and speaking Huế accent. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ viết là because he was old and having Huế accent. Okay. Thay vì nói là speaking thì nói là having. Okay. Rồi chấm một cái. However, that problem soon. Thay vì dùng chữ fade out later thì mình sẽ dùng cái chữ là went away. Okay. But that problem has soon gone away. Okay. No, has soon gone away. Được đâu. Tại vì mình không có so sánh cái action nào hết. Let me see. Could not understand him well because he was old and having Huế accent. But that problem soon went away. Okay. However, that problem soon went away. All right. He had a habit of smoking in class. Okay. And sometimes it made us and other teachers, especially female ones, feel unpleasant. Okay. He had a habit of smoking in class. Vậy mà nó, nếu mà nói như thế vậy thì có nghĩa là ông ta có cái thói quen hay hút thuốc ở trong lớp, nhưng mà ông không ra ngoài thì ông không hút. Right? Cái habit của ông là thích hút thuốc ở trong lớp học. Ok. Lúc mà mình biết cái mình viết tiếng Anh cái kiểu này có nghĩa là khi cái người đọc đó, người ta biết là cái ông này ông thích thuốc ở cho ông thích hút ở trong lớp học. Okay. Alright. Khi mình viết á, khi mình tự nhiên mình nói ông ta có cái habit of smoking in class á, làm ngay cho cái người đọc người ta liên tưởng là cái ông này ông chỉ thích hút thuốc ở trong cái lớp học mà thôi. Còn ra ngoài thì có lẽ ông không hút ở ngoài. À, bây giờ mình muốn đổi đi cái impression này thì mình phải nghĩ ra cái cách nào khác mình nói. Ok. Không có được, even đâu có make được cái sense gì ở trong này đâu. He had a habit of smoking in class and sometimes it made, sometimes thôi ha, chứ không phải all the time ha. Đúng không? Lâu lâu mới làm cho người ta khó chịu thôi, chứ bình thường người ta cũng đâu khó chịu vậy dù đó đâu hả. Ok. Rồi bây giờ mình nói
Mình chỉ nói thôi. He had a habit of smoking. He had a bad habit thôi. He had a habit of smoking wherever he was. Okay, how about that? He had a habit of smoking wherever he was. Smoking in class làm chủ ngữ được không? Được, nếu mà bạn muốn, tùy theo bạn muốn nói như thế nào, cái gì, nói chung là cái gì mà nó là danh từ thì nó đều có thể làm chủ ngữ được. Okay. He had a habit of smoking wherever he was. And sometimes it made us and other teacher feel unpleasant. Phải một cái, especially female. Especially females. Okay? Thì cái đó nó include ở trong cái lớp luôn rồi mà. Trong lớp thì làm sao mà mấy cái thầy cô khác khó chịu được. Nhiều khi thầy cô khác khó chịu là nhiều khi ông hút gần mấy cái người đó thôi. Ok, bây giờ muốn nói là chỉ khó chịu trong lớp thôi à. Okay, thì mình sẽ nói là he had a habit of smoking wherever he was. And sometimes it made us and other teacher felt unpleasant. When he smoked in class? Okay. Rồi đừng có nói đến cái chữ especially female ones. Tại vì nó đã nói là made us. Okay. Made us là làm cho mọi người luôn. Khỏi especially làm gì nữa. Right. Tớ hả, một ngày tớ thuốc hút khoảng chừng 5 gói á. Ok. Rồi, dục cái chữ specially females one đi ha. Chích mất công rồi ngày tôi lại chích 5 xi lanh nữa khổ. Mình không có nói là even in class. It doesn't make any sense nếu mình dùng chữ even in class. He had a habit of smoking wherever he was. And sometimes it made us and other teacher felt unpleasant. Phải một cái, especially in class. Okay? Trời ơi, including in class nó khổ ghê. Nghe nó rất là mắc cười là tại vì tự nhiên smoke nhưng mà including in class, cái habit
Smoking nó đâu có liên quan đến cái gì với cái class đâu mà tự nhiên cái including in class. Ok, bây giờ mình bỏ cái chữ mà female one mình thế bằng chữ specially in class thì nó sẽ ra cái nghĩa đó, ok. Làm cho mọi người và trên những thầy cô khá khó chịu trong cái lớp học. Besides, he was strict. Ngoài ra, ngoài những việc mình nói ra đó. Besides that, right? Ngoài cái việc đó ra, besides that. He was strict and not funny. Okay, so you don't say is he was strict and not funny. Mình sẽ nói là besides that he was strict he was not funny, huh? Gà có một cái tật dùng quá nhiều dấu phẩy ở trong một cái câu, nó làm cho cái câu nó hơi bị phân chia ra nhiều đoạn quá, nó không, cái nghĩa của nó không có mạch lạc, cái nghĩa nó lung tung cả lên. Okay. Besides what? Besides that. Besides những cái điều mình đang nói, đã nói bên trên đó. He was strict and not funny. Hence, everyone was scared of him. Everyone was scared of him. Phải một cái. And they usually kept quiet in his class. Okay. His class, không có nói his classes. Okay, his class. Besides that, he was strict and not funny. Hence, everyone was scared of him. Chỗ này dài quá, quá trời ý ở trong đây. Okay, how about this? How about you saying that everyone was scared of him and everyone was scared of him and tended to be quiet. And kept quiet. Everyone was scared of him. Cái câu này kỳ. Okay.
Mình sẽ dùng như thế này nha. Everyone was scared of him and usually kept quiet in his class. Usually quiet. Something wrong with this. My goodness. Không biết phải viết làm sao đây nữa. Cái câu quỷ này sao mà nó nhiều ý mà nó dài thòn lòn như thế này. Chị ngồi coi đi. Cái cuốn ca nhạc đó cũng hay đó, nhưng mà tôi thấy Mạnh Quỳnh nó đóng cái lương dở quá. Ok, everyone was scared of him. Was. Ok, thôi dùng cái chữ đó đi ha. Everyone was scared of him and usually kept quiet in his class. For he's strict. My God. Tôi không biết tôi để phải để bây giờ tôi phải để như thế nào để cho nó cái câu thì nó suôn sẻ mà nó chạy chữ như thế nào để Okay, so you wanna say like mọi người đều sợ hết hả? It's really funny. Nếu cái bài tập này mà một người nước ngoài mà người ta đọc quá, người ta thấy lạ lắm á. Người ta thấy mà, trời ơi cái ông ở đời này sao có những cái ông thầy này như vậy. Người ta sẽ cho là quái đản. Học thầy mà làm cho học trò sợ. Ok. Cái câu mà tả ổng là everyone was scared of him, thấy ok, everyone was scared of him and usually kept quiet in his class, even the naughty ones, right? Even the naughty ones. Because of his what? Strictness and lacking of his lacking of his strictness and lacking of Wow, tôi không biết cái câu này sao mà nhiều dấu phẩy quá đi. Tôi cũng chả biết làm sao mà để sửa những cái dấu phẩy này ở okay? Besides that, phẩy một cái, he was strict and not funny. Phẩy một cái, hence every student was scared of him and usually kept quiet in his class. Phẩy một cái, even the naughty ones. Nhiều dấu phẩy quá đi mất.
Chắc tôi nghĩ phải chia cái câu này ra đi, ok? Chia cái câu này ra, đừng có viết chung nó lại hết với nhau anh về. Cái bà kia lo coi cả nhạc đi, nhảy nhảy vô hoài kia, sửa cho gà mờ cái câu này thử coi, sửa đi, sửa cho gà mờ cái câu này, làm sao mà get rid of hết mấy cái dấu phẩy của gà mờ đi kìa, ngó lên cái câu besides á. Besides that, phẩy một cái. He was strict and not funny. Phẩy một cái. Hence, every student was scared of him and usually kept quiet in his class. Phẩy một cái. Even the naughty ones. Ok, rồi bây giờ cái version của tôi sẽ là như thế này nha. Besides that, everyone was scared of him and usually kept quiet in his class. Thay vì mình nói scared of him, tôi sẽ nhét cái chữ even the naughty ones ở giữa cái scared of him ha. Besides that, everyone, phải một cái, even the everyone. Was scared of him, even the naughty ones. Even the naughty ones, tại mình nói everyone thì nó là số ít. Tại cái chữ every student nó nằm ở số ít, xong mình lại dồn vô là even the naughty ones, xong mình dùng chữ was scared of him, nghe nó hơi kỳ. He was strict and didn't have a sense of humor. The student, even the naughty ones, was scared of him and usually kept quiet in his class. Was tắt nó ra như vậy thì có vẻ như nó nghe nó cứng quá. Ok, hồi nãy tôi cũng muốn đổi cái chỗ đó thành là không có cái sense of humor hồi nãy, nhưng mà hồi nãy tôi muốn nói là because of his strictness and lacking of having a sense of humor. Ok, để mà giải thích ra tại sao mọi người scared of him, right? What about mình dùng cái chữ là tại vì học trò đó, thường thường chữ naughty nó dùng cho con nít, hoặc là người lớn thì nó dùng cho mấy cái người thuộc loại giống như là dâm tặc, ok? Thì người ta sẽ dùng cái chữ naughty, ok?
là lớn rồi mà mấy người mà hay nói giỡn theo cái kiểu mà của người lớn đó, nói ba cái chuyện người lớn đó, thì người ta kêu là hey stop being naughty hoặc là you so naughty, là mấy người hay nói giỡn tục tiểu đó thì người ta hay dùng cái câu đó. Còn nhỏ thì người ta chọc, người ta nói naughty có nghĩa là hư. Thay vì mình nói all of his students thì mình có thể nói là his students cũng được. Ok. Thôi đừng có nói là all of his students. Nói chữ his students thôi cho nó ngắn, tại ở trên mình nói về ổng rồi. Humorous, I think humorous phải bỏ s vô. Phải không? Chữ humorous thì thường thường người ta nói là lack of humors hay là lack of humor. Which way should we talk? I would use the S. A sense of humor thì nó không có S, nhưng mà nếu mình nói là lacking of humor thì mình phải nói là lacking of humors. Yeah. Mình nói a sense á, thì a sense of humor. Nhưng mà mình nói lacking á, thì mình phải lacking of humors. Because of strictness and lacking of humors. Even the naughty ones. Okay. Hết nghe rồi chạy ra chạy vào đi, ai ai đánh chữ cho gamer chạy ra chạy vào. Sao dạo này nhiều người bị thế? Ok. Xạo đó hả? Ok. Rồi nghe chưa? Ok, nghe rồi. Bây giờ nói cái câu này nha. Because of his strictness and lacking of humors. Phải có chữ S ở đó ha. His students. His students were scared of him and usually kept quiet in class. Quiet in his class. Ok. Yeah. Tôi thấy bỏ luôn cái chữ naughty one đi thiệt là đúng là anh vậy đó. Mệt quá. Dài dòng nhiều chuyện. Ok. Nhưng mà đọc cái bài thì vui quá. Người ta đọc xong người ta thấy ớn ông thầy quá. Okay, I was always happy and enjoyed learning from him.
I was always happy and enjoyed. Golden hoikai, huh? I was always happy. Thay thay vì mình nói là I was happy, can you say it was always exciting and enjoyable learning from him? I think that makes more sense. Còn I was happy and enjoyed learning from him thì nó cái cấu trúc câu, cái structure của cái sentence is really funny. Okay. I think it is better for you to say it was always exciting. Happy, huh? Happy thì mình dùng chữ exciting. Oh, interesting đi. It was always interesting. Tại ở trên mình kêu ai cũng scare hết rồi mà sao mà happy được, khổ quá. It was always interesting and enjoyable learning from him. Okay. Thường á, Kama biết làm sao không? Khi mà mình có một cái subject và mình có một cái verb nó đi đằng sau cái subject đó, thí dụ như cái chữ it rồi nó có sau đó là chữ was đúng không? Mà mình chữ and nữa đó thì nó phải có một cái gì đó đi với cái chữ was đó. Còn không thôi nó phải có thể nó sẽ phải lặp lại một cái chủ từ mới. Rồi mình thêm một cái động từ khác chủng loại. Okay. Thường là như vậy. Chứ mình hạn chế cái việc mà mình viết một cái chủ từ và hai cái động từ khác loại với nhau, một đồng là động từ to be, một cái là động từ thường. Okay. Hello đồng chí Minh. Thì mình khi mình viết bài mình tránh viết mấy cái như vậy đi. Okay. Although he was serious when teaching, he often joined us to play sports such as volleyball, tennis, and chess after class. Okay. Rồi. Vậy thì ở trong đây câu này rất là dài dòng. Thay vì play sports such as, thì mình có thể nói luôn vậy không? Although he was serious when teaching. Although he was serious when teaching. He often joined us playing volleyball, tennis, and chess after class. How about that? Or after school. Chứ không phải after class nha, after school. Ok. Tại vì khi người ta đọc, người ta biết là volleyball với table tennis với lại chess thì nó là sports, right? I don't know if chess is a sport. Is playing chess a sports? Sports. A sport. Is playing chess a sport? Not sure. A game. I think it's more like a game. But sport cũng có game. Okay, anyways, okay. In his opinion, there should be some space between a teacher and his or her students. Okay. Thì tại sao không in his students thôi đi về nhà hỏi má đi, đợi mai mốt hỏi. Ok, bây giờ đang sửa bài này. Ok, thay vì mình nói là in his opinion, okay, in his opinion,
There should be a space. There should be a space. Tôi nghĩ nếu mà nói theo cách nói của người Nam là người Việt Nam á, phải có một cái khoảng cách giữa đó. Người Mỹ thì người ta có một cái câu là gọi là keep distance, okay? Keep a distance from, or keep a distance in between, okay? Người ta không có nói là keep cái space in between. Người ta sẽ nói là keep a distance in between hai cái người đó. Nó có nghĩa là giữ cái khoảng cách. Okay. Mình sẽ nói là in his opinion, teachers and students should have a distance in between. How about that? Okay. In his opinion, teachers and students should keep a distance in between. Hi. That was the reason why he would tell students not listening to him or talking during class. To go out and stand at the door. That was the reason why he would tell students not listening to him or talking. Câu này làm sao vậy trời? Ui nó thiệt, nếu mà cứ sửa văn cái kiểu này riết là bị tẩu quả nhập ma đó nha. That was the reason why he would tell students not listening to him or talking during class. Trời ơi, dạy học người ta mà kêu là học trò đừng có nghe mình, không nói chuyện trong lớp á, thì hiểu được, nhưng mà dạy cho nó là not listening to him, dạy nó mà kêu nó đừng có nghe mình thì sao mình dạy nó được trời. Rồi tại sao lại to go out and stand at the door? Ai không nghe hoặc nói chuyện trong lớp là bị đuổi ra ngoài. Okay, so that's something else, okay? Nếu mà mình muốn nói ai không nghe lời ổng hoặc là nói chuyện trong lớp thì bị đuổi ra ngoài là it's something else. It doesn't mean what you wrote here, okay? Mà tại sao cái đó lại là một cái lý do để giữ khoảng cách là sao vậy? Cho nên cái câu mà that was the reason why nó không có make sense, ok? Rồi dục ra luôn đi, dục cái đó đi luôn, ok? Ok. Oh, I think what you're trying to say, you're trying to say that he would tell those students who did not listen to him or talked during class, right, to go out and stand at the door. Okay. Rồi thay vì mình nói như vậy, mình sẽ dùng cái cách khác để mình nói, okay? Mình viết luôn ở cho câu kế tiếp là như vậy này ha. Students who talked or did not pay attention to his lecture would be disciplined, okay, be fact by
would be disciplined. Students who did not listen, no, who did not pay attention to his lecture, who talked or did not pay attention to his lecture, would be disciplined by what? Sending out of class or standing outside of class, right? Or standing outside. Sending out of class or standing outside. Hay là hai cái luôn. And. Hai cái thì mình sẽ dùng chữ and. Students who talked or did not pay attention to his lecture during class. Thêm cái chữ during class. Would be disciplined by standing outside. Okay. Cái này thì ở bên nước ngoài người ta có phạt cái kiểu đó đó. Nhưng mà người ta phạt con nít thôi. Like elementary school thì người ta phạt thôi. Còn mấy đứa lớn thì bị detention, là đi về học hết. Bọn nó phải ở lại để một là chép phạt hay là làm công việc gì đó. Chép phạt tiếng Mỹ gọi là writing standard, gọi là chép phạt. Ok. Personally, câu kế tiếp phải không? Bảo bà Hạ Cát bà bị nhiều quá, bà giết ra kìa. Mới đầu là bị detention, sau đó bị làm công ích ngày thứ bảy, sau đó là bị đuổi học cảnh cáo, sau đó bị đuổi học luôn. Đó. Nhưng mà don't worry, đuổi học luôn cũng không được đâu. Tại cái luật ở đây nó bắt phải đi học, cho nên là đuổi học luôn thì đi qua trường khác. Còn đuổi học nữa thì thế nào cũng có người ta phải tìm cách cho nó học. Rồi, mình đến đâu rồi? Mình đến chữ... Personally, I think, nãy giờ cứ viết personally, I think, hoài à. Thôi đừng có personally, I think nữa nha. Trong văn đừng có đề mấy cái chữ này, mấy cái chữ này nó không có help mình được cái gì ở trong một cái bài viết hết. Ok. So get rid of it. Ok. So I think that was a good way to reorganize the class. Trời ơi, ông dùng cái chữ reorganize để ông dùng như tiếng chữ tiếng Việt có cái là để chỉnh đốn cái lớp học lại. Right? Okay, but it sounds really terrible, okay? Okay, so I think that was a good way to keep his class in order. How about that? Okay. Anh có thể nói I think, đừng bỏ chữ personally, okay? I think it was a good way. I think it was a good way to keep his class in order. Ok.
Okay. The way he taught was different from others. Rồi chấm ở đó chứ không có phẩy một cái for examples, okay? Chấm một cái for example hoặc là for instance, okay? When introducing a new concept. Rồi bây giờ mình có thể get rid of một cái dấu phẩy đi bằng cách là mình viết là ha for instance hoặc là for example. He told us its source and how it was invented when introducing a new concept. Thầy có gì trời? Ủa mấy bà thầy, ông bà thầy khác không nói hả? Mà cái này sao nó lại so very different cho example gì mà chất quốc vậy trời. The way he taught was different from others là ông cho biết là nguồn gốc ở đâu và làm sao nó được invented, là nó được chế ra hả? When introducing a new concept. Okay. For, đừng có nói là also, okay? Bởi vì mình chưa có nói cái gì trên hết, làm sao mình kêu also ở đây được ha? Thì mình đánh là for example. He, for example, he would tell us, for example, he would tell us where, he would tell us about a new concept's origin. For example, gì đây trời khổ ghê. Source. Đổi ngược lại về thì không có ổn. Ok. Không, chứ also là phải dục đi rồi đó. Cái also mình không có dùng ở trong đây được. Tại mình chỉ dùng cái chữ also khi mà mình nói thêm vào một cái điều gì thôi. Okay, for example, when introducing a new concept, he told us, he would tell us, okay. Mình đừng nói he told us. He would tell us where it came from and how. Oh, cho đây mình lại giữ chữ and how it was invented là một cái câu khác nữa thì lại phải có thêm dấu phẩy nữa. Ok, cho nên mình phải ráng đi tìm cái cách mà đừng có thêm câu dài như vậy nữa. Ok, for example, when introducing a new concept, he would tell us its origin, right? Its origin. And how it was invented. I don't think you can invent a concept. All right? A concept you can come up with, but you cannot invent. You can invent something, but not an idea.
you can come up with a new idea. He would tell us its origin. And how it was created. I don't know, but it's kind of weird if you create a concept. You know, you can come up with a concept. You can teach a concept. But you don't create a concept. It's kind of funny way to describe that, like that, okay? And how it was found, he would tell us its origin and how it was found. Okay, its origins thì actually là nó đã nói rất là nhiều rồi, không? Its origin có nghĩa là nó phát xuất từ đâu, như thế nào, từ đâu, tại sao mà trong đây, nguồn gốc và làm sao nó được tìm thấy. Right? He would tell us where it originated. Where it originated. Okay? He would tell us its origin. Allah, he would tell us where it originated. Okay, chọn một trong hai cái câu đó, okay? What else? In addition, I always enjoy. Nếu mà dùng cái chữ in addition ở đây đó thì nó phải in addition về cái gì tiếp tục? Về cái the way he taught was different from others. Okay? Nếu mà mình dùng cái câu kế tiếp là in addition thì những cái gì mình viết kế tiếp thì nó phải in addition to the way he taught was different from others. Là tiếp tục mình phải nói thêm một điểm mà khác biệt giữa ổng với lại mấy cái thầy cô khác. Okay. Còn không thôi thì bỏ cái chữ in addition. Nếu như mình đi qua một cái point mới. I always enjoy the time when he told us about math. Mathematicians' stories. I always enjoy the time when. How about you saying I always enjoyed listening to his mathematicians' stories? Or I always enjoy listening to the stories of the mathematicians he told us. Okay. This really made me feel comfortable and want to learn from him more.
this really made me feel comfortable and want to learn more from him. Yeah, always, nhưng mà cái always này nó nằm ở trong quá khứ bạn. Một cái gì đó nó đúng với lại trong cái quá khứ thì mình dùng ở trong quá khứ. Đó, cái tội học theo máy móc đó. Học theo công thức đó, cứ thấy chữ always là phải dùng present. This really made me feel comfortable and want to learn more from him. Okay. When teaching geometry, he often told us to close our eyes and concentrate on the problem. Rồi close, ông kêu nhắm mắt lại, ông tán cho một cái bóp xong mở mắt ra. Ông kêu ông đâu có tán đâu, thằng bên cạnh nó tán. When teaching geometry, he often told us to close our eyes and concentrate on the problem because he said that sometimes we could see something special when we close our eyes. Okay, now có nhớ là tôi nói là trước những cái subordinators mình không có dùng dấu phẩy, nhớ không? Right? Cho nên không bao giờ mình dùng dấu phẩy trước subordinators cả. Mà nếu mình đọc tiếp và mình thấy mình bị có cái run-on sentence đó, thì mình phải cắt nó ra, ok? When teaching geometry, he often told us to close our eyes and concentrate on the problem. Chấm một cái. He believed that we could see something special when closing our eyes. Okay. Và tại sao tôi suốt ngày sửa cho GM hả? Tại vì GM nó yêu cầu. Còn người nào lúc mà tôi hỏi có muốn sửa bài không thì ai cũng im thin thít, không chịu sửa bài. Ngồi đó mà ganh tị. He believed that we could see. Something special when closing our eyes. Okay. Em có phải em nhờ đâu em lúc nào cũng xách đít vô trễ hết. Trời, có bà con làm chứng ở trong phòng nè, đúng không bà con? Lúc nào tôi mà hỏi sửa bài là tôi lúc nào tôi cũng hỏi là ai muốn tôi sửa bài giơ tay lên. Right? Xong rồi tôi sửa. Ok, rồi câu kế tiếp nha. He also taught us
Có mà không đọc xạo quá. Mai mốt post cái link lên. He also taught us about life and always encouraged us to become good citizens. He always taught us about life and always encouraged us to become good citizens. Okay. Next one. I still remember that he said he did not admire people having high social positions. Okay. Does that another high social statuses? Okay. Statuses instead of saying positions. But those having high abilities. Okay, I still remember that he said he did not admire people having I still remember that he said he did not admire people having high social statuses. Ok. No. Bây giờ cái câu này nó bị sai cái chỗ này nghe. I still remember that he said he did not admire those who have those who have nha, who have high social statuses, but high abilities. Have high abilities. Tôi không hiểu high abilities là gì. I never heard of like people have high ability. I think I heard of like people have like people are capable of doing something unique. I'm not sure. Okay. Who chứ không phải là who. Ở trong đây mình nói là those who have. Okay. Tại cái lời của mình nói đó, mình không có had ở trong đây, mà là have, là present. Do remember that he said he did not admire. Đây là một cái kiểu nói mà mình tường thuật lại một người kia nói về một cái sự thật mà người ta không thích. Ok. Trong nếu mà dở cuốn sách văn phạm ra đó, tôi nhớ là nó có một cái phần nó nói về cái này á. Ok. Những gì người ta nói cho bạn về một cái sự thật. Ok, về một cái fact. Ok. Cái phát ở đây là cái ông này, ông không có admire những cái người mà có địa vị xã hội cao, mà ông lại admire những cái người mà có những cái tài năng, right? Okay. I still remember that he said he did not admire those who have high social statuses, but those. But those who have what abilities?
who have giờ phải đi tìm cái chữ nào thế cho thay vì dùng cái chữ ability, vì mình dùng chữ vast knowledge được không, là kiến thức rộng á. But those who have a vast knowledge, can you use that? A vast knowledge. Vậy đi nha. Ok. Chứ đừng có nói là those who have abilities. Ok. Vast knowledge thì không đúng ý hả? Chứ ý là ý gì? Ý là có gì? Có nhiều khả năng hả? Có nhiều tài năng hay là khả năng hả? Nhưng mà khi mình nói tài năng trong một lĩnh vực thôi là làm sao? Trời ơi khổ quá. Thường thường người ta nói người có tài năng, ai mà đi lại nói là trời ông đó có tài năng trong một lĩnh vực, rồi có tài trong mọi lĩnh vực. Cái chữ vast knowledge nó đơn thuần nó chỉ có một cái có kiến thức rộng thôi. Kiến thức rộng không phải là kiến thức gì cũng biết. Kiến thức rộng là cái người mà người ta biết, mà người ta biết thông thái về cái gì đó, hoặc là biết nhiều thứ, nó cũng đều gọi là vast knowledge. Ok. Undeniably, not all my classmates liked what he did. But in my opinion, we could not expect any more from a teacher. Okay. We could not expect more from a teacher. In my opinion thì phải là I chứ. Right? I could not expect more from a teacher. And I think you can get rid of in my opinion. Mình không cần phải in my opinion. Mình nói là but I thôi được rồi ha. Chữ undeniably nó có nghĩa là surely đó. Of course, not all my classmates liked what he did. Okay. But I could not expect more from a teacher.
like him. Okay? A teacher like him. Hoặc là mình có thể nói là cách nào người ta But I could not ask for more from a teacher like him. Okay. Cũng giống vậy đó. Nó cũng có một nghĩa y chang vậy. Không dùng as a result được. Huh? Thay cái chữ undeniably bằng cái chữ as a result. Nó không có đúng. Ok. Next one. Thì ý của mình nói là giống như là mình không có đòi hỏi hơn như thế được nữa từ một cái người giáo viên giống như ổng. Có nghĩa là những cái người mà làm những cái chuyện mà giống như ổng vậy đó thì là quá đủ đối với mình rồi. Còn không thôi mình bỏ luôn cái chữ like him đi thì ở đây nó nói là chung chung đó, nhưng mà mình lại so sánh thêm một cái nữa là không phải là giáo viên, bất cứ giáo viên nào mà làm những điều như ổng thì đều là quá đủ rồi, hiểu không? Thì mình thêm cái chữ like him, còn mình không muốn chữ like him nữa thì thôi, thì nó có đều, nó chỉ có nghĩa là những người giáo viên như vậy thì tôi không còn gì để mà tôi phải đòi hỏi thêm. Theo tôi đó thì nếu mà không muốn chữ like him thì làm như thế này. But I could not ask for more from such teacher. Okay. From such teacher. Thì bỏ luôn cái chữ like him đi thì bỏ chữ e đi rồi bỏ chữ such vào trong đó. Mình from the first day being taught, no, from the first day being taught by Mr. Hung, I was strongly impressed. Chữ strongly phải bỏ giữa ha. Impressed by what? Dịch ra I was strongly impressed by what? By his teaching? By his lecture? Okay. By his teaching ở đây có nghĩa là nào? Bằng bởi cái sự dạy đời của ông đó nha. Alright. Chứ không phải dạy học đâu nha. Khi mình nói là by his teaching là teaching mình
Ok, còn mình cách dạy học thì mình là by his teaching method. Ok. From the first day, since the first day. Since the first day là kể từ khi, còn from the first day là kể từ ngày đầu tiên. From the first day, since the first day I saw you, from the first day I saw you, they are the same. Okay. Còn ở trong câu của grammar, grammar phải nói là on the very first day. Okay. Không có nói là from, mà nói là on. On the very first day being taught by Mr. Hong, I was strongly impressed by his teaching method. Okay. Muốn nhấn mạnh thì mình bỏ vô cái chữ very first day. Okay. On the very first day là mình muốn nhấn mạnh là ngày đầu tiên đó. Câu kế tiếp, he made me really love math. Thì thay vì mình really love, mình nói là he made me fall in love with math. How about that? Okay. Next one. Không, fall in love có nghĩa là mình muốn emphasize how much you like it. As a result, I could ride my bicycle from Bình Dương, where I live, to Đồng Nai or Ho Chi Minh City to buy math books and enjoy reading them every day. Okay. Trời ơi, khổ quá. Khi mình dùng cái chữ as a result thì nó phải đưa ra một cái result từ cái việc gì. Okay. Thí dụ như mình nói là let me see. Cái gì nó tạo ra một cái kết quả gì thì mình mới gọi là as a result. Vậy thì có phải là vì ông ta làm cho mình yêu thích math, nó tạo ra là cái result. I could ride my bicycle from Bình Dương to Đồng Nai or Ho Chi Minh City to buy math books without complaining, without worrying about the distance. Right? You want to talk to me? Sure, you can talk to me. Type it up. I'll read it out. I could ride a bicycle. Okay. From Bình Dương, where I lived, to Đồng Nai or Ho Chi Minh City to buy math books without worrying about the distance. The distance, how do you know the distances? Without worrying about the distance. Không có hai chỗ. Tại mình nói là or mà. Right? This go from here to there or from here to there.
Bỏ thêm chữ long nữa đi. Without worrying about the long distance. Okay. I could write and I enjoyed. Tắt cái dòng mà I and tắt cái dòng mà and enjoy reading them every day. Tắt nó ra thành một câu mới luôn đi. Okay. Although being not so good at math, then, although being not so good at math, then I purchased advanced math books and tried to solve the problems. Đã không giỏi rồi mà lại còn mua sách mà toàn là những vấn đề khó nữa. Okay. Không giỏi mà còn đòi giải mấy bài toán khó nữa hả? Okay, I purchased advanced math book and tried to solve the problem. Although I wasn't so good at math. Okay. Nói là ai đi? I purchased advanced math books. What do you mean by you buying advanced math book? I think you were trying to buy. I think you bought math exercise, right? You bought math exercise book. Like book that has only exercises in there, right? Lesson and exercises. Lessons. And stories too. Not story. I think word problems. That's what you meant. It's not stories, but word problems, right? Or you mean like stories like it tells you the origin of the or the history of the mathematicians. Okay. Okay, how about this? Because you're saying that you enjoy reading them every day, then you can say, in fact, I purchased advanced math books, okay, and try to solve the exercise in them, although I wasn't so good at math then. Okay, you can say that. Okay, next one. If I had a chance to teach, help, or share my knowledge, I would apply his teaching style. Because I know how great it was. If I had a chance to teach, help,
Rồi không có dấu phẩy. Or share my knowledge. Okay, if I had a chance to teach, help, or share my knowledge, I would apply his teaching style. To what? You would apply his teaching style to what? If you apply his teaching style to something, right? To my practice, I would apply his teaching style to my practice. Because I know how great it was. So instead of saying how great, you can say how effective it was. You don't apply his teaching style to your student, I think, to your practice, I think. Because basically, you apply his teaching style to your teaching, right? So, to mine, okay? All right, next one. If we can give someone the inspiration to learn, they will be eager to learn by themselves. And we do not need to teach them at all. Hôm qua nghe tôi dùng cái chữ inspiration này, hôm nay dùng nó phải không? Hay là dùng từ hồi nào rồi? Hồi bài cũ hả? Tưởng nghe cái chữ inspiration này lại lôi nó vô cái bài này chứ. If we can give someone the inspiration to learn, they will be eager to learn by themselves. And we do not need to teach them at all. Okay. All everything to teach them all. To teach them all, it means like all of them. Okay. It doesn't mean to teach them everything. If you're saying to teach them all,
that you don't need to teach all of them. You only need to teach a few of them or some of them. You don't need to teach them at all. It means that you don't even need to teach them. They're gonna find something that interests them and learn by themselves. Because that's what you're saying, right? They're eager to learn by themselves. You don't even need to teach. Because they're gonna learn by themselves. That's the reason why I say at all, because you said they will be eager to learn by themselves. You see? Yeah. Cái câu của grammar, grammar chỉ nói là if we can give someone the inspiration to learn, it means that you give them the inspiration only. You don't teach them. They have the inspiration from you. So let's say they're saying, okay, Gamo is very, very study very hard and look at what he can achieve through learning hard, okay? So that is their inspiration to force themselves to learn. So you're saying, if we can give someone the inspiration to learn, they will be eager to learn by themselves. So, and then you say, we do not need to teach them at all. See? Bởi vì họ đã learn by themselves, thì hơi đâu mình còn teach họ nữa. Còn nếu mình nói là, we do not need to teach them everything. I don't think you can teach anyone everything. So it doesn't make any sense, right? You can teach them everything about something, but you cannot teach them everything. So if you see this one is not really important, then you can get rid of it. Right? I think this is what you want. And we do not need to spend too much time teaching them. Okay? You don't need to spend too much time teaching them. Okay. Pointing out what field they are good at is more helpful. Pointing out. And necessary than teaching like a robot. Pointing out what field they are good at. And we do not chuyển thành một câu cho nó dùng linking verb phrase là therefore có được không hả? Therefore we do not need. Nó cũng có nghĩa. Nếu tại vì mình nói là they will be eager to learn by themselves. As a result, we do not. Đó, nó cũng giống chữ therefore đó. Yes, so the answer is yes. But then you have to use a semicolon, okay?
Either semicolon or a period. Okay. Pointing out what field they are good at is more helpful and necessary than teaching like a robot. Okay. Let's see what else you're gonna say. I also know that we will be happy and proud of. And proud of what? You cannot say I am proud and then you stop right there. It doesn't make any sense if you stop there, okay? I also know that he will be happy and proud of me. Or proud of us, right? No, proud of us. Có nghĩa là proud of the students. I also know that he will be happy and proud of us if we, thay vì dùng chữ I thì dùng chữ we, if we practice what he taught us, okay. I also know that he will be happy and proud of us if we practice what he taught us. Or become successful in life. Okay. Yeah, thường thường mình sẽ nói là những người ta rồi với mình, okay, and I, nhưng mà cái đó dài quá cho nên mình sửa lại thành we, okay. Tại mình cũng là student của ổng mà hơi đâu mình phải tách nó ra như vậy. We chứ. If we practice what he taught us or become successful in life. I với lại other students là we đúng không? We ở đây có nghĩa là his students. Okay. I hope Mr. Hong is still in a good health. See, lại thêm cái lỗi đó nè, không,
I hope Mr. Hùng is still in good health and keeps on. And này mà để chữ keep này nó giống như là chữ I keep vậy đó. Okay. I hope Mr. Hùng is still doing his wonderful job. So other students like me. And I saw many other students. So other students like me can learn from him. Even though I now study electronic engineering, and spend plenty of time with computers or learning English, math is always in my mind or on your mind. Which one do you mean? Math is always on your mind, or math is always in your mind? If something on your mind, that means you constantly think about it. Okay? If something in your mind, that mean you thought of it. I always have that in my head. It means that something exists in your head, okay? That's always on my mind. I am constantly worrying about it, or constantly thinking about it. You spend time on something, and you spend time with someone. Even though I now study and electronic engineering and spend plenty of time with what? With computer? I just told you, right? You spend something with someone. You spend time with someone, and you spend time on doing something. So you're gonna say, even though I now study electronic engineering and spend plenty of time working on computers or learning English. Math is always on my mind.
I am happy to be taught by such a great teacher. I want to study about, huh? Even though I am now studying. Even though I now majored, đánh chữ major đi thay vì đánh cái chữ study. Even now I major in electronic engineering and spend plenty of time working on computers. Okay. All right, next one. I am happy to be taught by such a great teacher who inspired me to have a goal in life. How about saying to inspire me to have a goal in life? You can say, who I am happy to be taught by such a great teacher who inspired me to strive for a goal in life. To strive for cái gì á, a goal in life ta. To strive for completing my goal or to strive for achieving my goal in life, okay? Strive for achieving. Who guided me to a clear track in life? Guided you to a clear track. I don't know. But that is not a common way that people would say. But it's understandable, but it's not a common way that people would say. Okay. Goal could be anything. It doesn't matter if it's big or it's small. Okay. Your goal is your goal. It doesn't matter if it's big or small, it's still your goal, right? Your goal is to become a you know what, a millionaire or a trillionaire? That's your goal. That's a big goal, right? Your goal is to become a president of a country. That is your goal. So it doesn't matter. Objective and goal có khác nhau không? Your objective, when people say objective, it could be objective, like something. It could be something that you it's like a purpose for you to reach. So it's very similar to goal. Ok, thôi, coi như là xong cái bài này ngang. Ok, see ya. Sign out. Sign out.